Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng. Hai tấm có vẻ nhẹ nhàng hơn nhỉ? Cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên bên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng,
cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời gian đưa công trình vào sử dụng, cũng như là hao hụt trong quá trình thi công. Với giải pháp này, tiến độ thi công rất là nhanh, cho nên sẽ giảm được thời